Trẻ bị cắn ngược thì nên được can thiệp sớm nhất vào thời điểm nào? Đối với trẻ bị cắn ngược thì sớm nhất để can thiệp trên khớp cắn này, đó là trên những bạn mà có bộ răng sữa, những bạn rất là nhỏ. Khi mọc tất cả các răng rồi và có tình trạng cắn ngược thì bố mẹ có thể đưa con đến để bác sĩ thăm khám. Đây cũng là một thời điểm mà bác sĩ có thể can thiệp được. Và can thiệp như thế nào? Đầu tiên thì chúng tôi sẽ xem cái mức độ cắn ngược của trẻ. Sau đó thì cái phương án mà chúng tôi đưa ra đơn giản nhất đó là nâng khớp vùng răng phía sau. Bởi vì bản chất của những cái khớp cắn ngược đó là bị thiếu kích thước ở vùng phía sau, có nghĩa là thiếu cái độ dài của hay là độ chồi của cái răng hàm. Chính vì vậy nên trẻ có xu hướng là phải đẩy hàm ra phía trước. Có nghĩa là thời điểm sớm nhất để can thiệp trên một cái khớp cắn ngược đó là trên bộ răng sữa. Tuy nhiên là cái can thiệp này nó sẽ tạo nên cái sự thay đổi khá là chậm cho trẻ. Bố mẹ sẽ không nhìn thấy sự thay đổi nhiều, mà giai đoạn mà bố mẹ có thể nhìn thấy cái sự can thiệp và thay đổi nhiều hơn đó là trên bộ răng hỗn hợp. Khi mà con có một cái khớp cắn ngược trên bộ răng sữa thì điều chắc chắn 100% là trên cái bộ răng hỗn hợp, có nghĩa là khi trẻ bắt đầu thay răng là đã có cái tình trạng tiếp tục tăng nặng thêm của cái tình trạng cắn ngược, có nghĩa là những cái răng cửa trên khi mọc nó đã nằm phía trong đối với hàm dưới. Vậy thì cái can thiệp tại thời điểm này của chúng tôi đó là chờ những cái răng cửa vĩnh viễn mọc ra đầy đủ, chân răng gần như hoàn thiện ở cái độ tuổi khoảng 8 đến 9 tuổi, thì lúc đó sẽ có thể là điều chỉnh bằng khí cụ. Có thể gắn mắc cài trên 4 hoặc là 6 răng đối với hàm trên và 4 răng hoặc 6 răng đối với hàm dưới, kèm theo là nâng khớp cho các bạn nhỏ. Thì đấy cũng là một trong những điều trị mà giúp cho cái khớp cắn ngược được giải quyết khá là nhanh chóng. Tuy nhiên là đối với những bạn mà có tình trạng cắn ngược ngay từ khi nhỏ thì cái việc mà mình theo dõi, kể cả sau khi giải cắn ngược thì cái việc mình theo dõi cũng phải tiếp tục đến cái độ tuổi mà con thay hết tất cả các răng, và tiếp tục nữa đến 18 tuổi thì mới có thể chắc chắn được là kết quả được giữ vững. Đôi khi có những trường hợp mà khớp cắn ngược do di truyền rất là nặng, tình trạng rất là nặng do xương, yếu tố xương nhiều, thì bác sĩ cũng rất là tiếc là sẽ có thể là các bạn sẽ phải bước qua một cái lộ trình phẫu thuật ở cái giai đoạn sau cái độ tuổi trưởng thành, có nghĩa là sau 18 tuổi. Thì lúc đó là nếu như con vẫn gặp cái tình trạng cắn ngược, bác sĩ đã cố gắng tất cả những cái giai đoạn trước đó rồi, thì mà con vẫn bị cái tình trạng cắn ngược do cái xương hàm dưới phát triển quá mạnh ra phía trước, thì lúc đó thì cái phẫu thuật sẽ được đặt ra.